Kính chào quý vị đã đến với chương trình rút thăm và xác định giải thưởng Diệu Đám vòng 38 giải Ngoại hạng Anh. Căn cứ vào thể là chương trình Nguyễn Kim chơi bóng đá dành cho người chơi Diệu Đám giải Ngoại hạng Anh miễn phí trên trang website nguyễnkimbongda.nguyễnkim.com. Căn cứ vào kết quả người chơi Diệu Đám vòng thứ 38, công ty cổ phần thương mại Nguyễn Kim đã đứng ra tổ chức buổi rút thăm và xác định giải thưởng dành cho người chơi tham gia Diệu Đám chương trình Nguyễn Kim chơi bóng đá vòng thứ 38 giải Ngoại hạng Anh. Cơ cấu của giải thưởng vòng 38 giải Ngoại hạng Anh như sau: một giải nhất, một TV LED Sony; một giải nhì, tủ lạnh Electrolux; giải ba, điện thoại Nokia Lumia 520; và 6 giải khuyến khích là một phiếu mua hàng Nguyễn Kim trị giá 1 triệu đồng. Với kết quả của người chơi vòng thứ 38 thì chúng ta đã xác nhận được một giải nhất và 4 giải khuyến khích. Giải nhất TV LED Sony đã thuộc về người chơi Lê Văn Thanh, số điện thoại 0919794499, số chứng minh nhân dân 0220 26573, với tổng điểm dự đoán là 12.5 điểm. Và 4 phiếu mua hàng dành thuộc về người chơi Đào Thị Mỹ Hồng, số điện thoại 0962664331, số chứng minh nhân dân 21215248061, người chơi Đỗ Cẩm Siêu 0937668112, số chứng minh nhân dân 022766408. Người chơi thứ ba chúng phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng là Tăng Thị Nhẫn, số điện thoại 0969799242, số chứng minh nhân dân 27073020202. Người chơi thứ tư Trịnh Thị Lan 0975727889, số chứng minh nhân dân 0707559206. Ban tổ chức sẽ tiến hành rút thăm để xác định người chơi trúng giải nhì, một giải ba và 2 giải khuyến khích theo đúng cơ cấu giải thưởng dành cho người chơi vòng thứ 38. Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành bốc thăm giải nhì và giải ba. Người chơi Dương Xuân Thanh, số điện thoại 0978180000, số chứng minh nhân dân 0706619666, số điểm dự đoán là tổng điểm dự đoán là 12 điểm. Người chơi Hồ Thị Cẩm Nhung, số điện thoại 0122517 6506, số chứng minh nhân dân 30118020, với số điểm dự đoán là 12 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ sắp phiếu thăm. Rồi tôi xin bắt phiếu thăm. Xin chúc mừng người chơi Dương Xuân Thanh, số điện thoại 0978180000, số chứng minh nhân dân 0706619666. Xin chúc mừng người chơi. Và người chơi còn lại sẽ được trúng giải ba là điện thoại Nokia Lumia 520. Xin chúc mừng chị Hồ Thị Cẩm Nhung, số điện thoại 0122517 6506, số chứng minh nhân dân 3130118020240. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bốc thăm 2 giải khuyến khích còn lại với sự góp mặt của 17 người chơi cũng có cùng số điểm là 11 điểm. Người chơi thứ nhất Bùi Thành Vinh, số điện thoại 0975175537, số chứng minh nhân dân 18252439. Người chơi thứ hai Hoàng Minh Phú 0903591110, số chứng minh nhân dân 19080166. Người chơi thứ ba Hoàng Trung Dung, số điện thoại 0982491456, số chứng minh nhân dân 0705120063. Người chơi Lê Phước Tài 01678197808, số chứng minh nhân dân 35207222. Người chơi Lê Thị Trúc Mơ 01672464914, số chứng minh nhân dân 22132846. Người chơi Lê Văn Vượng, số điện thoại 0914265225, số chứng minh nhân dân 0708628867.
Người chơi Ngô Trường Hân 0918808826, số chứng minh nhân dân 361393053. Người chơi Nguyễn Nhật Cường 0945453893, số chứng minh nhân dân 331670777. Người chơi Nguyễn Thị Châu, số điện thoại 0938016468212263478. Người chơi Nguyễn Thị Kim Hồng 0126354489, số chứng minh nhân dân 32001341. Người chơi Nguyễn Thị Thu Thúy, số điện thoại 0126677456, số chứng minh dân 20153809 03. Người chơi Nguyễn Văn Kiên, số điện thoại 0122828888, số chứng minh nhân dân 0134040982. Người chơi Phạm Thị Ngọc Thúy, số điện thoại 0188325253, số chứng minh nhân dân 0224072777. Người chơi Trần Quang Hợp, số điện thoại 0976274788, số chứng minh nhân dân 0705270070. Người chơi Trần Thị Phương Thảo, số điện thoại 0945459993, số chứng minh nhân dân 371051222. Người chơi Trịnh Thúy Lan, số điện thoại 0933010684, số chứng minh nhân dân 02489474. Và người chơi cuối cùng Vũ Quốc Việt 0972662085, số chứng minh nhân dân 02494819. Và bây giờ chúng tôi sẽ sóc phiếu thăm. Người chơi trúng phiếu mua hàng ghi 1 triệu đồng. Chúc mừng người chơi Bùi Thanh Vinh, số điện thoại 0975175537, số chứng minh nhân dân 18252439. Chúc mừng người chơi. Và người chơi thứ hai. Xin chúc mừng người chơi Nguyễn Nhật Cường, số điện thoại 0945453893, số chứng minh nhân dân 331670777. Chúc mừng người chơi. Như vậy chúng tôi đã xác định được người chơi trúng giải nhất là Lê Văn Thanh, người chơi trúng giải nhì là Dương Xuân Thanh, người chơi trúng giải ba là Hồ Thị Cẩm Nhung, và bốn người chơi trúng giải khuyến khích là Đào Thị Mỹ Hồng, Đỗ Cẩm Siêu, Đặng Thị Nhẫn, Trịnh Thúy Lan và hai người chơi vừa rồi chúng tôi đã bốc thăm. Chúng tôi xin khép lại buổi bốc thăm ngày hôm nay. Chúc quý vị thành công trong cuộc sống. Cảm ơn.